Rất vui được gặp lại mọi người chúng ta trên trục đường mặt tiền đường Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường hôm nay thì bà Hùng sẽ đưa chúng ta đến với một căn nhà mặt tiền với diện tích ngang 5, độ dài 20m và thiết kế là một trệt 3 lầu. Nhà chúng ta là một căn nhà mặt tiền nha mọi người, ngay ngã tư Lê Thị Hồng và Lê Đức Thọ, có phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là mặt tiền mặt chính của căn nhà chúng ta này. Thiết kế rất đẹp với diện tích ngang 5 và độ dài là 20m. Và căn nhà chúng ta là một căn nhà full nội thất nha mọi người. Và đây là con đường mặt tiền của chúng ta này. Con đường này rất là rộng rãi, đường chính nhà là con đường 12m. Kinh doanh buôn bán sầm uất và khu vực này là khu vực rất là cao cấp của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đường rất là rộng và sát bên với ngã tư Lê Đức Thọ và Lê Thị Hồng luôn, của trục đường phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Con đường chúng ta là con đường mặt tiền nha mọi người. Và hôm nay thì mình sẽ gửi đến mọi người chúng ta một căn nhà mặt tiền. Và mình sẽ di chuyển vào bên trong căn nhà này nhé. Với hướng nhà là hướng nam và diện tích căn nhà mình là ngang 5 và độ dài là 20m. Thiết kế là một trệt 3 lầu. Nhà chúng ta sẽ có sân đậu xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và đây chúng ta có một lớp cũng sắt đúc phía ngoài này. Bên trong chúng ta có khoảng sân 5m đậu xe hơi. Đây là khu vực sân đậu xe hơi ở căn nhà mình này. Sân này chúng ta đậu xe hơi xe máy nha mọi người. Đó, rất là đẹp nhé. Trên này chúng ta lợp mái rồi. Và căn nhà mình thì đang được bên Hùng chào bán với giá là 14.980.000.000 nha mọi người. Thì giá này thì là giá anh chủ nhà đưa ra. Thì tất nhiên là chúng ta còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà nữa. Giá bán thì sẽ còn dao động nha. Giá này chỉ là giá đưa ra để chúng ta thương lượng thôi. Và diện tích căn nhà mình là ngang 5, độ dài 20m, sát bên với trường Văn Thư Lưu Trữ, trường Nội vụ và trường Cao đẳng Bách Việt của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, trên trục đường Lê Đức Thọ. Và di chuyển trong đây chúng ta sẽ tới với lớp cửa chính của căn nhà mình. Lớp cửa được làm bằng chất liệu là cửa gỗ đỏ này. Và chúng ta có hai lớp cửa, một lớp cửa bên hông và một lớp cửa chính ở giữa nhà nhé. Thì lớp cửa gỗ này cũng giá trị rất là cao, cũng hơn 100 triệu đồng một bộ nhé. Và di chuyển trong đây chúng ta sẽ tới với khu vực không gian phòng khách của căn nhà mình. Cái phòng khách của căn nhà mình thì chúng ta để ý thấy này, ở đây có những cái trang trí rất là đẹp, như là những cái chạm trổ và những cái chỉ nẻo rất là nổi bật và sang trọng cho một căn nhà mặt tiền nằm sát bên với khu đường Phan Văn Trị, khu vực Cityland của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực này sát bên với chợ Căn Cứ nha. Ở đây chúng ta có những cái khu vực trang trí ở trên tường ốp gỗ, nhìn rất là đẹp và sang trọng nha mọi người. Ngang 5, độ dài lên tới 20m, một diện tích cực chuẩn để xây những căn nhà biệt thự mini. Và giá bán chỉ ngang bằng với chưa bằng một căn nhà Cityland thôi. Thì đây được xem là một căn nhà mặt tiền, chúng ta có thể vừa ở vừa cho thuê, rất là tuyệt vời và giá bán cũng cực kỳ mềm mại, trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai bên tường chúng ta ốp gỗ và có ốp gạch tường lên cao khoảng chừng 3m này. Nhà chúng ta thì xây dựng là một trệt 3 lầu với công năng sử dụng là sân đậu xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà chúng ta được tặng giường ngủ, tủ áo và rất là nhiều những nội thất cao cấp khác sẽ được gia chủ tặng lại khi chúng ta mua. Và mình xin mời chúng ta di chuyển vào bên trong căn nhà này nhé. Phía dưới này chúng ta có ốp gạch bóng kính 80 này và có đổ bê tông phía dưới luôn. Phía bên này chúng ta có khu vực tủ kệ tivi được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe. Và hướng nhà mình là hướng nam đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này mình xin nhắc lại mọi người là giá bán đang còn dao động rất là mạnh nha. Thì quý anh chị nào quan tâm cũng như là có nhà ý muốn xem căn nhà mặt tiền Lê Thị Hồng ngay ngã tư Lê Thị Hồng và Lê Đức Thọ ở phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh này, thì có thể liên hệ trực tiếp với bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để chúng ta đi xem và sở hữu ngay căn nhà này, một căn nhà mới ra lò luôn nha mọi người, nằm trên mặt tiền đường. Chúng ta có thể vừa ở vừa cho thuê, kinh doanh buôn bán và khu này rất là VIP, khu quân đội nha, khu căn cứ 26 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khu này thì ngay sát với trục đường Phan Văn Trị, khu vực siêu thị Emax, khu vực Cityland. Di chuyển ra sân bay thì khoảng chừng 5-10 phút thôi, và đi về trung tâm thành phố thì cũng khá là gần, khoảng chừng 15
15 đến 30 phút thôi, đi xe máy nhé. Khu vực cầu thang thì gia chủ sử dụng tay vịn được làm bằng chất liệu của cam xe, mặt đá hoa cương và kính cường lực 10 ly. Và di chuyển trong đây, chúng ta sẽ tới với khu vực không gian phòng bếp của căn nhà mình này. Phòng bếp chúng ta cũng rất là rộng rãi với một cái khu vực được ốp gạch lên cao tới trần và có một cái trần rất là cao này. Và phía này chúng ta có khu vực tủ cái bếp này. Tủ cái bếp chúng ta làm bằng chất liệu là gỗ đỏ nha. Có khu vực để tủ lạnh riêng, khu vực bếp và khu vực mặt đá bếp được làm bằng chất liệu là đá hoa cương kim sa. Và phía sau thì chúng ta có khoảng giếng trời và phòng vệ sinh phía sau ở cuối nhà. Khu vực giếng trời thì gia chủ cũng ốp gạch lên cao này nha mọi người, rất là sạch và thoáng. Đây là khu vực giếng trời của căn nhà mình này, giếng trời rất là rộng rãi, lấy sáng và lấy gió cho toàn bộ căn nhà của gia đình mình. Và đây chúng ta có một cái phòng vệ sinh dưới tầng trệt để chúng ta sinh hoạt và sử dụng chung ở dưới đây này. Đó, phòng vệ sinh cuối nhà nha mọi người. Với diện tích ngang 5, độ dài 20m, rất là rộng rãi và lại được nhà mặt tiền nữa. Thì đây được xem là một trong những căn nhà mặt tiền, giá bán vô cùng hợp lý và cực kỳ là ưu đãi cho đại gia đình chúng ta có thể mua làm văn phòng công ty, vừa ở vừa cho thuê hoặc là mua làm văn phòng công ty. Thì đây là căn nhà rất tuyệt vời, có sân đậu xe hơi riêng, mặt tiền đường thông thoáng, đường 12m, sát bên với ngã tư Lê Đức Thọ và Lê Thị Hồng của phường 17 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đi ra siêu thị MH2 cũng rất là gần, Vincom, Coopmart, và chúng ta đi về trung tâm thành phố cũng gần luôn. Nói chung là vị trí ở đây thì quá VIP của quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh rồi. Chúng ta di chuyển lên tham quan phòng ngủ nhé. Nhà chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ nha mọi người. Và tất cả phòng ngủ chúng ta đều có phòng vệ sinh trong. Chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ số 1. Phòng ngủ chúng ta thì có cửa gỗ cam xe này mọi người. Đó. Có giường ngủ. Giường ngủ và tủ kệ tivi thì chúng ta sử dụng là gỗ sồi. Đây là khu vực phòng ngủ số 1. Phòng ngủ rất là rộng nha mọi người. Phòng chúng ta quá rộng luôn. Đây chúng ta có khu vực giường ngủ này, khu vực bàn trang điểm. Và sàn thì chúng ta sử dụng gạch giá gỗ. Phía trước thì chúng ta có ban công và cửa ra ban công. Và bên ngoài thì chúng ta có lan can được làm bằng nhôm đúc. Đây chúng ta có giường ngủ này mọi người. Đó, tất cả phòng đều có giường ngủ và có đầy đủ nội thất hết nha mọi người, chỉ thiếu máy lạnh thôi. Có tủ áo này, tủ áo khá rộng. Phòng ta rất là rộng nha mọi người. Phòng ốc rộng rãi, thoáng mát, cửa sổ đầy đủ. Và giá bán thì 14 tỷ, gần 14 tỷ nha, 13 tỷ 980 triệu đồng. Nói chung là chúng ta còn được thương lượng với chú chủ nhà nữa. Đây là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có phòng ngủ số 1. Chúng ta có bồn cầu, lavabo, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, vòi tắm sông hơi. Phòng vệ sinh rất rộng rãi. Nói chung là căn nhà này mình tính khoảng chừng 13 rưỡi là bán à. Khoảng 13 tỷ rưỡi thôi nha mọi người. Thì chúng ta có khu vực phòng ngủ số 2 thì chúng ta có khu vực tủ kệ tivi và tủ áo này bên này này. Chúng ta có giường ngủ bên này. Tất cả phòng ngủ thì gia chủ gắn ống máy lạnh sẵn cho đại gia đình mình. Chúng ta mua thì chỉ việc gắn máy lạnh và ở thôi. Nói chung là đầy đủ nội thất rồi. Chúng ta mua thêm bộ sofa, bộ bàn, ghế gỗ nên là tuyệt vời rồi. Phía sau thì chúng ta có cửa sổ ra giếng trời này. Và 4 phòng ngủ thì chúng ta đều có 4 cái giường được tặng lại khi chúng ta mua. Và phòng vệ sinh thì rất là rộng rãi này. Phòng vệ sinh chúng ta có bồn cầu, lavabo phía ngoài, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, vòi tắm sông hơi phía trong. Phòng vệ sinh rất là rộng. Rồi mình tiếp tục di chuyển lên trên lầu để chúng ta tham quan khu vực lầu 2, có phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Thì chúng ta có khu vực không gian của phòng ngủ số 3 thì chúng ta có cửa gỗ cam xe này, có khu vực dàn tủ kệ tivi, tủ áo âm tựa, tủ áo này, và có giường ngủ cũng như là cửa sổ ra giếng trời, và
có giường ngủ, có đầy đủ nội thất hết rồi. Đây chúng ta có phòng vệ sinh. Khoảng hơn 13 tỷ chút xíu là chúng ta sở hữu ngay căn nhà này rồi nha mọi người. Ở đây là khu vực phòng ngủ số 4. Có khoảng tầm 13 tỷ hơn thì chúng ta cầm tiền tới đây. Hùng sẽ làm việc cho mọi người chúng ta mua được căn nhà mặt tiền đường Lê Thị Hồng này. Căn nhà ngang 5, độ dài 20m. Nói chung là cứ thiện chí và có tiền thì chúng ta hãy cầm tiền tới đây và bên Hùng sẽ làm việc giá cả cho mọi người. Thì chúng ta có thể mua được căn nhà mặt tiền ngay khu VIP của phường 17 quận Gò Vấp này. Thì quý anh chị như là đại gia đình mua nhà thì có thể liên hệ với bên Hùng để đi xem căn nhà ngang 5 dài 20 ngang với Cityland và giá bán cũng rất là mềm mại, kèm theo rất là nhiều nội thất cao cấp chưa được gia chủ tặng lại khi mua. Vị trí này thì quá tuyệt vời rồi, ngay căn cứ 26, ngay khu vực Phạm Văn Trị, EMAC 2, Vincom, Cúpmac và trường Văn Thư Lưu Trữ cũng như trường Nội vụ và trường Cao đẳng Bách Việt. Đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 4 nhé. Thì quý anh chị quan tâm thì có thể alo đến bên Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Rồi mình di chuyển lên khu vực không gian phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Đây là khu vực không gian phòng giặt và sân thượng trước sau này. Nếu chúng ta có khu vực để máy giặt này mọi người. Và khu vực sân phơi cũng như là sân thượng sau này chúng ta rào chắn rất là kỹ rồi. Sau lưng mình là trường Văn Thư Lưu Trữ, trường Cao đẳng Bách Việt. Giáp với ngã tư Lê Đức Thọ và Lê Thị Hồng luôn nha mọi người. Vị trí rất là đắc địa. Nhà này chúng ta có thể cho thuê, mua để dành, mua ở. Khu này toàn quân đội thôi. Đây là phòng thờ rất là rộng rãi này. Khu vực này thì camera quan sát khắp mọi nơi luôn. Chúng ta yên tâm về vấn đề an ninh nha. An ninh đây thì tuyệt đối tốt luôn. Đây là khu vực sân thượng phía trước. Đây là khu vực bên ngoài có căn nhà mình. Khu vực này thì chúng ta có rất là nhiều những tiện ích xung quanh như là trường học, bệnh viện, Vincom, Cúpmac, rồi rất là nhiều những tiện ích xung quanh của khu vực quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà đất Hùng xin chào và hẹn lại quý hàng ở những video tiếp theo.